Hello Tiên. Con mang giày trước rồi con hả, đeo cặp con. Mang giày trước đeo cặp dễ hơn chứ. Con mang giày trước đi, con đeo cặp da sao. Ngược rồi, à đúng rồi, à đúng rồi, đúng rồi. Cô kia con kìa. Đâu lại lấy cái ba đi. Là bạn nào là bạn Lem đâu? Chỉ là bạn nào là bạn Lem đâu, chỉ ba con. Bạn Lem là bạn nào? Là bạn Lem là bạn nào đâu con? Bạn Lem đâu? Bạn Lem là bạn này hả? Ủa? Đâu? Là bạn này ở đâu? Là chỗ nào đâu? Đâu? Là chỗ nào chỉ ba? Đâu? Lại chỉ ba bạn nào đâu? À bạn đó đó, bạn cộng hai chùm ấy hả? Bạn tên là gì con? Bạn tên là gì? Diệu Cơ. Bạn tên là Diệu Cơ mà. À bạn tên là Diệu Cơ, đâu phải tên Lem đâu con. À bạn đó đúng không? Bạn tên là Diệu Cơ. Rồi đi. Con nói gì? Mẹ làm sao? À, ý là bạn bệnh ha. Bạn nào bệnh? Bạn nào bị bệnh con? Bạn nào bị bệnh không đi học? Không, ý là chị nói bạn bệnh. Bạn Bình à, bạn Bình không đi học sao vậy? Sao bạn Bình hôm nay không đi học không biết không? Không. Con biết sao hôm nay bạn Bình không đi học không? Không. Không biết nha. Mẹ đằng kia kìa. Xin lại mẹ đi con. Mẹ chỗ con hay đi vệ sinh á. Đây nè, đây đâu vậy? Mẹ đi rồi. À, đây nè, chỗ rỗng nè. Đây đây đây. Từ từ, thôi đi đường kia đi con. Dướng xe rồi, à, đi này đi, ok. Mẹ đằng kia kìa, thấy không?
coi chừng xe nha, từ từ. Rồi đi đâu rồi, đi đâu đi ra cái đây nè con, đây nè, đi đường này nè. Ok rồi, đi đi con. Vì sao mang hảo mấy cô nói với hậu hiên ngoan cô tặng đem cho về nhà làm kỷ niệm. Hậu Thiên đi vệ sinh đi mâm.